VNetwork tiếp tục khuấy động tuần lễ công nghệ 2023 với tư cách là một trong những nhà tài trợ chính cho cuộc thi. Nhà phát hành đứng sau stablecoin USDT, Tether đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc xung quanh việc vay tiền của Celsius. Ở một diễn biến khác, stablecoin đầu tiên của Cardano, DAGED hiện được thế chấp với hơn 27 triệu mã thông báo gốc ADA sau chưa đầy một ngày kể từ khi ra mắt. Ấn Độ vẫn giữ nguyên lập trường và chính sách thuế khắc nghiệt đối với tiền điện tử trong báo cáo ngân sách năm 2023. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Bên cạnh được phục hồi của thị trường tiền điện tử vào tháng 1, ngành này còn đón nhận nhiều tin tức tích cực hơn khi chứng kiến sự sụt giảm mạnh về những tổn thất do các vụ khai thác gây ra so với cùng kỳ. Theo dữ liệu được công bố vào ngày 31 tháng 1 bởi công ty bảo mật blockchain Bexil, đã có 8,8 triệu đô la thiệt hại được ghi nhận do khai thác tiền điện tử trong tháng đầu năm mới, trên 24 lần khai thác, với 2,6 triệu đô la tiền điện tử được gửi đến các dịch vụ trộn như Tornado Cash. Các số liệu này thấp hơn đến 92,7% so với 121,4 triệu đô la bị đánh cắp do khai thác được ghi nhận vào tháng 1 năm 2022 và giảm 68% so với tháng 12 năm 2022. Theo Bexil, vụ tấn công nhắm vào nền tảng cho vay DeFi LendUp vào ngày 12 tháng 1 được xem là vụ khai thác lớn nhất trong tháng trước, với hacker đã bỏ túi 6 triệu đô la. Một số vụ tấn công đáng chú ý khác trong tháng bao gồm Thureum Finance đã mất 580.000 đô la và Midas Capital thiệt hại 650.000 đô la. Trong một báo cáo gần đây, Ripple cho biết họ đã bán một lượng lớn mã thông báo gốc XRP trị giá 226 triệu đô la trong quý 4 năm 2022. Theo báo cáo, Ripple đang tập trung xây dựng các sản phẩm thanh toán toàn cầu và phát triển hệ thống thanh toán XRP phi tập trung, đồng thời sử dụng blockchain công khai của XRP để cung cấp năng lượng cho các sản phẩm khác nhau của mình. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng bộ xử lý thanh toán đã giao dịch hơn 106 triệu giao dịch trên XRP Ledger, một blockchain phi tập trung với 228.000 ví người dùng mới và duy nhất đang hoạt động. Ripple cho biết họ chỉ tiếp tục bán XRP liên quan đến các giao dịch thanh toán theo yêu cầu, hay còn gọi là ODL, vì sản phẩm này đã chứng kiến sự tăng trưởng liên tục trong quý vừa qua. Trong khi đó, Ripple cho biết thị trường giao ngay XRP đã trải qua xu hướng giảm chung về khối lượng trung bình hàng ngày ở mức khoảng 700 triệu đô la, giảm từ 1,1 tỷ đô la được ghi nhận trong quý 1 năm 2022. Ấn Độ được cho là đã tiếp tục giữ nguyên các quy tắc hạn chế về tiền điện tử trong ngân sách năm 2023. Theo đó, trên thực tế, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã không đề cập đến tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số, blockchain hoặc CBDC trong báo cáo ngân sách quốc gia, trong đó nêu rõ các quy tắc thuế mới nhất. Vào năm ngoái, Ấn Độ đã thiết lập các loại thuế cứng đối với các giao dịch tiền điện tử, như thuế 30% đối với lợi nhuận và thuế 1% được khấu trừ tại nguồn đối với tất cả các giao dịch, làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường tiền điện tử ở nước này. Khối lượng giao dịch tiền điện tử đã gần như giảm mạnh ngay sau khi các chính sách thuế có hiệu lực. Người Ấn Độ đã chuyển hơn 3,8 tỷ đô la khối lượng giao dịch từ các sàn địa phương sang quốc tế trong 9 tháng sau thông báo và sự quan tâm đến lĩnh vực này cũng giảm mạnh. Bất chấp việc nhiều quan chức nước này đã công khai bày tỏ mong muốn chính phủ Ấn Độ xem xét lại việc cắt giảm thuế, các chính sách thuế vẫn được giữ nguyên trong báo cáo ngân sách mới nhất. Giám đốc công nghệ của Tether, Paolo Adorno đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc công ty đã vay tiền từ Celsius. Theo một báo cáo từ công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius, nhà phát hành đứng sau stablecoin USDT, Tether cùng với Three Arrows Capital và Alameda Research đã vay tiền Celsius. Báo cáo tuyên bố Tether đã vay hơn 2 tỷ đô la từ Celsius và được xem là mối đe dọa hiện hữu đối với sức khỏe tài chính của công ty vào tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, Adorno đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố này và cho rằng tài liệu mô tả sai, đồng thời nhấn mạnh Tether chưa bao giờ vay tiền từ Celsius. Trong một tuyên bố vào tháng 7 năm 2022, Tether cho biết họ đã thanh lý khoản vay cho Celsius mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Vào thời điểm đó, phía Tether đã tiết lộ rằng khoản vay được thực hiện thông qua một khoản đầu tư thể hiện một phần tối thiểu trong vốn chủ sở hữu và không ảnh hưởng đến dự trữ của Tether. Theo dữ liệu trên chuỗi, stablecoin dựa trên Cardano, DAGED, hiện đã được thế chấp với hơn 27 triệu mã thông báo gốc ADA của Cardano sau chưa đầy một ngày kể từ khi ra mắt. Sau hơn một năm phát triển, stablecoin thuật toán đầu tiên của Layer 1 Cardano đã được ra mắt vào ngày 31 tháng 1. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ kể từ khi ra mắt, đã có tổng cộng 27 triệu ADA, trị giá khoảng 10,2 triệu đô la, đã được gửi vào hợp đồng thông minh DAGED trên Sen. Với tỷ lệ giữ trữ lên đến gần 600%, nghĩa là mỗi DAGED sẽ được hỗ trợ gấp 6 lần giá trị của nó theo ADA.
Theo Cardano, DGED được neo 1:1 với đô la Mỹ, được thế chấp quá mức bằng ADA và dùng mã thông báo SEN làm đồng tiền dự trữ. Stablecoin sẽ được bảo chứng bằng ADA và yêu cầu tỷ lệ dự trữ từ 400% đến 800% nhằm cho phép giá trị của DGED được giữ ổn định trong thời gian căng thẳng của thị trường. Tính đến chiều ngày 1 tháng 2, DGED đã có nguồn cung lưu hành là 1,7 triệu mã thông báo, trong khi SEN là gần 20,8 triệu mã thông báo. Ngân hàng đầu tư châu Âu hay còn gọi là EIB đã ra mắt trái phiếu kỹ thuật số bằng đồng bảng Anh đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain. Theo một báo cáo được xuất bản vào ngày 31 tháng 1, EIB nhấn mạnh rằng họ đang tiếp tục dẫn đầu sự phát triển của thị trường, thông qua việc số hóa thị trường vốn bằng cách phát hành trái phiếu hoàn toàn bằng kỹ thuật số. Theo đó, các trái phiếu trị giá 50 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 61,5 triệu đô la, chịu lãi suất thả nổi và được đăng ký trên một blockchain riêng tư. Ngoài ra, còn được hỗ trợ bằng một máy nhân bản blockchain công khai giúp tăng tính minh bạch trên cơ sở ẩn danh. Trái phiếu kỹ thuật số được tạo ra dựa trên các lợi ích như giúp giảm chi phí, cải thiện hiệu quả và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực. Hiện có thể được truy cập thông qua HBC Orion, một nền tảng mã thông báo của ngân hàng. Song song với việc tăng tốc phát triển hệ sinh thái, V-Network được cho là cũng đang tăng cường quảng bá thương hiệu thông qua việc trở thành nhà tài trợ cho các cuộc thi công nghệ lớn. Mới đây, trên nhiều diễn đàn, P lớn đã lan truyền thông tin về việc P Network sẽ tham gia với tư cách là nhà tài trợ cho cuộc thi Hackathon Develop Week 2023, diễn ra từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000 đô la. Được tổ chức cả online và offline, Hackathon Develop Week thu hút hàng trăm nhà phát triển và kỹ sư giỏi trên toàn cầu tham gia xây dựng ứng dụng web, thiết bị di động hoặc phần cứng. Những người tham gia đã có thể bắt đầu thi trực tuyến vào hôm nay, với những ứng cử viên xuất sắc sẽ được chọn để thi đấu trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Oakland từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 2, với 5 giải thưởng sẽ được trao cho 5 người chiến thắng. Các thử thách cho các ứng cử viên sẽ trải dài trên nhiều chủ đề, trong đó sẽ có ít nhất một chủ đề liên quan đến P-Network. Thông qua cuộc thi mang tầm cỡ này, P-Network sẽ được tiếp cận với hàng loạt các dự án cũng như nhà phát triển lớn, đồng thời góp phần phát triển hơn nữa hệ sinh thái và có cơ hội thu nạp về nhiều ứng cử viên sáng giá. Thị trường tiền điện tử chiều nay vẫn duy trì ở mức 1,07 nghìn tỷ đô la, không quá biến động trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 22.991 đô la, tăng 0,6% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.575 đô la, tăng 0,4% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 307 đô la. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin Crypto 24 giờ của Cryptolist VN. Đừng quên đăng ký tài khoản trên website của Cryptolist VN để vừa xem video vừa earn token CLV. Xin chào và hẹn gặp lại!